Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video để hướng dẫn cho các bạn về làm một cái hộp để nuôi ong nhá. Đây là hộp để nhân giống ong này. Thì đầu tiên gồm có một cái giọ lưới, một hộp gỗ, một tấm bìa cắt tông, một cái chân tầng, và bên trong này có một thanh tre này để gắn cái chân tầng vào, sau nó làm tổ thì chúng ta sẽ nhấc cái thanh tre này ra. Đây, như thế này. Ngoài ra thì cần thêm một cái súng bắn keo nữa này, cắm điện vào. Đấy, thì cái lưới này nó là mảnh thì chúng ta sẽ gắn keo theo đây. Chúng ta sẽ gắn keo theo hai mặt này để thành một cái hình tròn, rồi sau đó chúng ta sẽ cắt thêm một miếng lưới nữa cho vừa cái này, rồi chúng ta gắn keo theo mép này. Sau đó lấy cái kéo tỉa gọn gàng đi là ok. Bên trong này thì buộc cho nó một tấm vỏ cây hoặc là gỗ mục vào đây. Thì lấy gỗ mục này, vỏ cây bạch đàn nó rất thích. Bên trong này cũng gắn cho nó một miếng nữa. Đấy, rất là tiện. Còn đây sẽ khoan một cái lỗ. Khoan một cái lỗ để con ong ra vào này. Xong lát mình quay các bạn xem. Xong trên này chúng ta bắn ghim. Đây nữa, chỗ này cắt hai cái lỗ, nhét thức ăn vào đây. Đấy, ok. Xong thả ong chúa vào đây rồi nhá. Bây giờ mình sẽ gắn cái chân tầng các bạn xem. Đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ cho keo vào đây. Cho một ít thôi, không cần nhiều đâu. Sau này con ong nó sẽ lấy vỏ cây nó đắp vào đây. Sau đó chúng ta gắn vào chỗ này nhá. Gắn vào đây, ok. Đấy, như thế này là được rồi. Sau khi chúng ta gắn như thế này rồi thì sẽ đến lúc đoạn tháo chúa vào thôi. Đây thì mình có cái giọ này đây. Có cái giọ này nhá. Chúng ta bắt một bầy ong chúa ở đây. Cái lỗ nó ở đây này. Chúng ta tháo cái này ra, tháo hờ ra. Sau đó thì cho vào như thế này. Sau một con ong chúa chui sang thì chúng ta sẽ bỏ, chúng ta sẽ ngửa nó lại này rồi khóa cái này lại, thế là xong. Rất đơn giản. Còn cái hộp này thì các bạn nên làm bằng gỗ ca keo nhá. Thì nó không mốc, kể cả ướt nó cũng không mốc. Còn làm những gỗ khác thì nó nhẹ hơn đấy, nhưng mà mưa ẩm ướt thì nó sẽ mốc. Còn keo này thì không bao giờ mốc. Quy cách thì xẻ 1 phân đến 1 phân rưỡi, đóng vuông 17 x 17 là ok. Đấy, chúng ta làm thì nó cũng đơn giản này thôi, nhưng chủ yếu là những cái kỹ thuật khác. Đấy, thì hôm nay mình sẽ quay đến đây cho các bạn xem. Cắm cái này vào đây là ok rồi. Xong bây giờ mình sẽ đi một vòng theo cái chuồng ong này cho các bạn xem nhá. Đây, tất cả chuồng ong của mình đây. Quay cho các bạn xem. Rất nhiều. Xây tổ nhiều lắm. Ý mình vào kia mình quay cái nhé. Tổ to to cho các bạn xem. Đây. Đây là cái nhiệt ẩm kế đây. Đo nhiệt độ. Đây các bạn nhá, có một bạn ong đang ăn đây. Đây. Một bạn ong chúa đang ăn treo mình ở đây nhá. Đấy, hơi khó nhìn. Đây, tiếp đến đây. Chờ lát thì mình bật điện lên cho cái không gian nó sáng một tí. Đấy, nó rõ hơn. Đây. Ong này. Đây, có một bạn đang lấy gỗ vào để xây tổ đây. Khó nhìn một chút. Đây.
quay qua lỗ lưới nó hơi mờ, lại đang cặn một cụi lưới lưới vào rất nhiều luôn. Cái dãy này của mình xây tổ hết rồi nhá, mình chuyển nó về một khu để cho nó tiện chăm sóc, rồi mình sẽ làm những cái clip hay hơn. Còn đây là tổ ong khá là to rồi đây nha, bắt đầu có nhộng rồi, sau này nó góc này nó hơi tối, chờ lát mình bật đèn lên. Còn rất nhiều, nhưng mà để mai kia mình sắm một tấm kính đó, không là nhét vào không lật ngửa nó lên thì dễ xem hơn. Còn đây là cái điều hòa này, điều hòa hai chiều nhá, điều hòa hai chiều 15.000, đầu máy 15.000 để phục vụ cái nhiệt độ cho đây. Đây chạy ong. Còn về nhiều vấn đề kỹ thuật thì mình sẽ nói tiếp. Đây lại một bạn nữa ra lấy vỏ đây. Trong này tổ to rồi nhưng mà chưa có cái gì để chắn dưới đáy nên khó quay. Rồi mai kia mình sẽ có công tác nó làm cho sẽ quay được. Rất nhiều ong thì xây nhiều lắm rồi. Rồi xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến đây rồi, ngày mai mình sẽ làm những video hay hơn. Các bạn chia sẻ và ủng hộ kênh nhé.